Xin chào các bạn, vừa rồi thì Tùng đã đánh 5 câu intro guitar giai điệu rumba ha. Thì 5 câu intro này thì mình xem trên kênh YouTube của anh Hoàng Guitar 2210 và mình xoa lại nốt và tab để chia sẻ cho các bạn dễ tập cũng như là mình luyện tay luôn. Thì anh Hoàng là một người giảng viên về âm nhạc bên Mỹ, mình theo dõi cái kênh của anh cũng lâu rồi, thì kiến thức sư phạm đặc biệt là về nhạc lý của anh rất là hay và rất là bổ ích nha. Thì các bạn nào mà muốn học hỏi nâng cao thêm thì các bạn nên theo dõi những cái kênh như vậy, bởi vì là lý thuyết với thực hành thì nó phải đi đôi với nhau nha. Lý thuyết bạn hiểu giống như là trong một cái công ty gì đó, lý thuyết là giống như là một những cái bộ máy lãnh đạo đó. Còn thực hành là tầng lớp công nhân vậy đi. Tại vì hai cái này mà nó kết hợp với nhau thì nó mới ra được cái kết quả tốt được. Thì chúng ta học thì thực hành, nhưng mà để phát triển mạnh hơn, cao siêu hơn thì các bạn phải nghiên cứu về nhạc lý nha. Tại vì nhạc lý giống như là nó cho chúng ta được cái kim chỉ nam gì đó để chúng ta biết đường đi, hướng đi. Thì một kênh YouTube cũng rất là hay, mình chia sẻ cho các bạn. Thì cũng qua video này đây thì cũng lấy của anh xài thôi. Thực ra thì những cái có một số cái câu intro này mình thấy trong một số cái bài hát rồi, nhưng mà cách sắp xếp tổng hợp lại thì mình lấy y chang của anh Hoàng luôn. Và những cái nốt, những cái phím trên ngón tay mà sắp xếp của anh Hoàng thì mình thấy là nó cũng rất là logic nha. Tại vì khi mà mình làm câu intro thì mình cũng phải coi lại những cái thế bấm cái ngón tay trái này, nó phải khoa học, phải logic để việc mình bấm nó đẹp và nó chuyển qua chuyển lại nó dễ hơn, âm thanh nghe nó cũng sẽ hay hơn ha. Thì đây là những cái kỹ thuật mà để giúp cho chúng ta luyện cái kỹ năng về chơi guitar solo. Những cái kỹ thuật nó nâng cao đòi hỏi ngón tay nó phải linh hoạt. Mà để làm được như vậy thì các bạn phải tập những cái ngón tay làm sao cho để những ngón tay cho nó phù hợp ha. Thì trên cái tab mà mình có để cái link tải dưới đây về, dưới cái video này thì các bạn tải về ha. Thì trên màn hình đây thì nếu như bạn nào chưa có coi cái câu intro trước thì bây giờ mình sẽ nói lại ha. Thì cái dòng tab này thì dây trên này từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 này là tượng trưng cho 6 cái dây đàn từ trên xuống dưới đây. Còn những cái số này ấy, như là 5, 7, 7, 5, 6, 7 là những cái ngăn, đó, ngăn đàn này, 5, này, 6, 7 này. Đó. Thì cái số này nó nằm ở cái dây số mấy thì các bạn biết vị trí rồi. Ngăn số 5, dây số 4 đây. Đó, lướt từ 5 đến 7 này. Rồi còn cái số 3, 3, 4, 1, 2 này là mình ghi thêm thôi. Mình ghi để cho các bạn biết cái ngón tay nào ha. Tại vì đôi khi mình đánh ấy, nhưng mà nó nhanh quá các bạn không có kịp. Thì nhìn vô cái này các bạn cứ tập này. 3, 4, 1 đó. Nói chung là nó dễ hiểu đúng không? Thì các bạn cứ nhìn theo đó mà tập. Mình thấy cái cách mà mình nghiên cứu. Có thể là các bạn có những cách khác, nhưng mà khi mình tập những câu intro mà mình sắp xếp cái ngón tay nó phù hợp thì mình đánh rất là dễ và nó cũng rất là nhanh ha. Ở trong cái video này thì tiện mình cũng chia sẻ cái cách mà mình đánh accord, đánh accord. Đây. Đó, mình bắt bát này. Các bạn nghe theo cái tiếng trống bùm 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 bùm. Ok, thì nói chung là đánh những cái điệu này nó cũng dễ thôi. Thì các bạn nghe nhiều và các bạn cứ thực hành từ từ nó cũng sẽ đánh được. Thì mình đánh nó cũng theo ngẫu hứng tự do thôi, chứ mình cũng không có đánh theo một cái cách nào đó của ai. Hay mình tập thì chủ yếu mình nghe, mình cảm âm thôi. Hay là đánh theo những cái nhịp mạnh của trống ha. Ok, video này thì mình xin được kết thúc ở đây ha. Thì mình làm có nốt có tab hết rồi. Bạn nên đọc những cái như này thì các bạn sẽ vừa hiểu nhạc lý được. Nó dễ dàng hơn ha.